Lời đầu tiên, em xin kính gửi đến quý anh chị lời chúc sức khỏe và một ngày mới tràn đầy năng lượng ạ. Và ngày hôm nay, em xin phép lên cho quý anh chị một mẫu xe SUV 7 chỗ của VinFast. Đây là chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 bản bay sản xuất 2021. Đấy, có thể lượn qua một vòng chiếc xe. Xe mang ngoại thất màu trắng. Xe này chạy zin 2.000.000 km quý vị nhá. Xe thì anh chủ mua mới và bảo dưỡng đầy đủ trong VinFast Giải Phóng luôn. Bọn em có đầy đủ lịch sử bảo dưỡng hãng. Xe mới hơn 2.000.000 km. Để nói là chiếc xe 2.000.000 km thì còn rất là mới. Đấy, xem nội thất của chiếc xe này. Xe bản bay nhưng mà đã được trang bị lên bộ cam 360 rồi. Đấy, nút điều chỉnh cam 360 này. Ghế da rất là mới, chưa có dấu hiệu của nhàu hay là rách gì cả. Bao cho quý anh chị test check hãng luôn, hoặc là bên thứ ba bất kỳ đâu ạ. Bốn quả lốp vẫn còn nguyên zin theo xe. Đấy, để nói về VinFast thì một chiếc xe không gầm động cơ máy móc hoàn toàn của BMW, nên là về độ lái đầm chắc các thứ là chắc chắn là không phải bàn rồi. Đấy, đã lên một bộ đèn LED siêu sáng. Đây, mặt cam 360 đây. Đây, thẻ lịch sử bảo dưỡng của xin lỗi quý anh chị là VinFast ô tô Mỹ Đình nhá. Đây. Đây. Đây, ô đô của chiếc xe đây. 2.700.000 km. Trần da, trần nỉ này, rất là mới. Đấy, hàng ghế thứ hai. Có điều hòa hàng ghế thứ hai luôn. Có cổng sạc đầy đủ. Đấy, về phần cốp sau này. Có keo chỉ, bọn em cam kết là không mất một đoạn nhé. Riêng về chiếc xe này thì bọn em bảo hành cho quý anh chị động cơ không cần máy móc trong vòng 1 tháng luôn. Đó, quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc là đến địa chỉ tại A5 Đinh Núp Yên hoặc Cầu Giấy Hà Nội. Chiếc xe trên em đang chào bán chỉ loanh quanh 700 triệu thôi, giá có thương lượng, hỗ trợ banh cho quý anh chị. Đó, em xin chân thành cảm ơn ạ.